cố là lỗ, cố để mua nhà thường là khổ nhiều năm và sướng chỉ ít ngày, rồi ngồi trong biệt thự cũng rất nhanh thấy bình thường như phòng trọ thời sinh viên thôi. Cố để mua xe hơi cũng thường là khổ vài năm rồi cũng sướng chỉ vài khoảnh khắc, ngồi xe hơi thời gian ngắn cũng thấy nó nhảm, thậm chí còn chả bao giờ thấy dạo rực hí hửng như thời thanh niên lông nhông con xe cà tàng vượt khắp Bắc Nam. Cố để thăng quan tiến chức đôi khi là hí hụi cả đời, leo lên được rồi cũng chỉ để nhận ra là hạ oai thì ít mà mệt mỏi thấy bà là thường trực sớm hôm. Không, chúng ta không dại mà đổ lỗi cho nhà sang xế xịn, càng không bao giờ đổ tội cho quyền chức cao sang. Chỉ là tư duy cố gắng gồng mình và chấp nhận nhăn nhó nhiều năm tháng để có được là cách tư duy thua lỗ sâu rồi. Làm giàu tốt quá, nhưng đừng cố để giàu. Sáng tạo, chế tác, thể dục não cho ra thứ gì đó giá trị để chia sẻ nó, thương mại nó, giúp đỡ nhiều người từ nó, rồi tiền tới. Được lao động, được nghịch ngợm, được giúp đỡ ai đó và nhận về vật chất, rõ ràng là vẫn kiếm tiền, nhưng với tâm thế không vật vã đánh đổi. Được lãnh đạo, được ghi nhận cũng không phải chuyện gì xấu xa, nhưng luôn phải cố để leo trèo mệt mỏi, bạn sẽ luôn thiệt thòi vì lên tới đỉnh cũng chả bù đắp được bao nhiêu. Nếu thực sự thích được làm sếp, thì ngay khi được quản lý một người, bạn cũng đã cảm thấy đầy cảm hứng. Bạn thích thú trò chơi sắp xếp nên sẽ luôn chơi vui và hiệu quả bất kể quy mô nào. Rõ ràng, thăng tiến sẽ diễn ra một cách rất tự nhiên mà không cảm thấy phải đợi chờ, mòn mỏi. Kẻ khôn ngoan là kẻ hưởng luôn từ chính việc được làm, chứ không cố làm để được hưởng. Và chớ trêu thay, càng làm việc theo kiểu không cố để làm thì hiệu quả thường lại cực cao. Vì họ chọn thích thú, chọn hòa mình, họ chọn làm trong dễ chịu. Như một hệ quả tất nhiên, chất lượng của những thứ tạo ra trong dễ chịu luôn rất đáng tiền. Ta vẫn sẽ luôn lao động và liên tục tạo ra những sản phẩm hữu hình hoặc vô hình cho đến cuối đời. Và cứ để ý xem, bạn sẽ thấy mọi thành quả được tạo ra từ cố sẽ thường xuyên mang lại một khoản lỗ rõ ràng.